Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư đại chúng quyến thuộc gần xa kính mến, như thường lệ là sáng 6 giờ sáng thứ bảy Việt Nam và sáng chủ nhật Việt Nam thì huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Pháp Bảo Đàm. Hôm nay là kỳ thứ 62, kinh Pháp Bảo Đàm. Thưa quý vị, thì bữa nay là ngày ở Việt Nam là bây giờ là ngày 23 tây tháng 1 năm 2021, còn Mỹ thì chiều tối 22 tây. Mấy hôm nay vì tôi bận phụ với một chú thợ để sửa sang một số ở phía sau, nên là thành ra làm cả ngày mà rồi lạnh nóng bất thường chạy ra chạy vào nên con người nó cũng hơi cà giật rồi. Nhưng mà không sao, tinh thần rất là vững an. Thưa đại chúng, thì sở dĩ nó có những cái tác động làm cho chúng tôi cảm thấy dầu rằng cái thân nó có một chút mệt mỏi mà cái tâm vẫn ngang là cái niềm vui được cống hiến làm lợi ích cho mọi người. Trong đó có nghĩa là mấy ngày qua các em nó thay mặt tôi ở tại Việt Nam đi ra tận cái vùng biên giới Lào Cai, mà vùng biên giới để làm một số công việc thiện sự, đem lại cái niềm vui cho hơn coi như là trên dưới 700 người, trong đó người lớn cũng như trẻ em. Và làm công việc đó, thưa quý vị, là rất là có ý nghĩa. Sau khi các em nó trình bày, tôi rất là vui vì ở nơi đó nghèo, nghèo quá cỡ. Các em nó có đi chạy lên vài km nữa là tới cái biên giới của Việt Nam. Như vậy là quá trong cái vùng sâu như vậy. Tội nghiệp anh tài xế, anh cũng đưa đoàn đi cố gắng và nhìn thấy những cảnh khổ lầm than, thì chính các em nó kể lại cho tôi nghe là rất là thấy thương tâm. Trong đó có những người họ không biết tiếng Việt, dù là họ là người, họ ở nước Việt Nam mà họ dân tộc, họ người dân tộc. Thậm chí có những cô gái chỉ mới có 15, 16 tuổi mà đã sanh con, và con cái nó bệnh tật. Thì khi các em nó đi thì tôi có căn dặn là cho tôi mượn một số tiền, dù là không nhiều, bỏ theo hờ để mà những cái hoàn cảnh nào thật sự quá khó khăn mình giúp đỡ thêm. Nhưng mà rồi giống như là cái duyên của người người ở vùng đó là sao á, có những hoàn cảnh rất khó khăn mà tôi hỏi các em có giúp đỡ thêm cho người ta không? Nói dạ thưa, lúc đó cho biếu vội biếu vàng, coi như là những cái hoàn cảnh là phát sinh thêm, con chỉ biếu 300 ngàn đó, bởi vì con không biết tiếng tiếng của họ. Có người dẫn nhờ các cái người ở trong bản dẫn con đi, thì họ bảo thôi biếu 300 thì con biết biếu 300, chứ còn lúc đó nghe nó ngớ ngẩn không biết, vì không biết tiếng của họ. Thì chúng tôi mới nói rằng các vị thấy không, ý là tôi chuẩn bị trước, là tôi nói là bởi vì tôi cũng muốn một lần làm được một công việc thiện là một lần thật sự không phải dễ dàng. Mà theo tôi được biết từ xưa thì
những cái vùng đồi núi mà thuộc cái Lào Cai Yên Bái mà trong sâu như vậy á, là những người đó vô cùng khó khăn. Nhưng mà mình chưa có cái dịp, chỉ nghe nói thôi, thì đây là một cái dịp dịp tình cờ. Hoàn toàn là tôi không có dự định là biếu quà cái lần hai này. Thì lần thứ nhất thì có gói tay ra tới ngoài Nam Định ở Thịnh Long, thì 50 phần quà, cái nơi ngày xưa tôi đã từng tới đó giảng. Và tình cờ có như một buổi sáng nọ, tôi vừa thức giấc thì mở cái phone ra, thì tối thì tôi up phone, tôi nghĩ có khi thì không có up, có khi thì up. Mở phone ra thì thấy, tự nhiên mở ra cái đầu tiên là thấy tin nhắn là đồng bào ở vùng Tây Bắc đói lạnh, mà có nhiều người không có đủ cái mền, mình nói theo kiểu miền Nam nha, chứ ngoài Bắc thì gọi là chăn, không đủ mền để đắp, trẻ con không có đủ áo để mặc. Tự nhiên cái câu đó nó đập vào trong mắt của tôi vậy thôi, chứ hoàn toàn tôi không có ý định là tôi làm việc cái lần thứ hai này của trong năm nay là phát sinh ra tận tận này Lào Cai như vậy. Thì ban đầu thì các vị cũng thấy là tôi dự định là tôi đâu biết ở đâu, dự định là đi biếu ở Hà Giang, ở Sapa thì mới dùng nó, mới có tuyết có lạnh thôi. Thì sau đó thì các vị có nhiều người cho những cái góp ý, những cái ý kiến chân thành, và tôi lắng nghe ý kiến thì tôi cũng có sự tìm hiểu, thì thôi cuối cùng thì lái qua cái miếu cho các vị ở Lào Cai. Thì sự thật thì ngoài ý muốn của tôi hết, ngoài ý mong đợi, không ngờ là các quý vị thương quý mà đóng góp để cho chuyến đi nó thành tựu một cách rất là mỹ mãn. Như vậy chuyến đi ở ngoài đất Bắc kỳ này so lại với các nhà từ thiện, các vị mà gọi là nghề từ thiện thì mình không có bằng họ đâu, nhưng mà đối với khả năng của mình là mình thấy là mình rất là hoan hỷ, mình thấy số tiền đó nó rất là lớn lao, đó là khoảng 110 triệu đồng, chưa tính những cái chi phí đi lại lặt vặt, là các em đi thế cho tôi là phải bỏ tiền túi ra, tôi chỉ ủng hộ tiền vé máy bay thôi, chứ còn tiền từ thiện thì không không dám lấy trước ra, chỉ có trước ra mấy triệu là được thuê xe phụ với thuê xe thôi, còn mọi chi phí của các em đi tự các em phải lo, nếu phát tâm đi được làm việc thiện sự. Như vậy thôi là hà tiện dữ lắm, mà làm biết bao nhiêu việc, nhưng mà 110 triệu, trên dưới 110 triệu cho tôi xin phép, nếu có thấp hơn 1-2 triệu thì cũng đừng có nói tôi nói dối, mà nếu có tăng hơn 1-2 triệu thì cũng đừng có nói tôi nói thiếu. Thành ra tôi rất là vui mừng cái chỗ là mình đưa tới trúng đúng ngay những người hoàn cảnh khó khăn. Rồi các em nhỏ tôi vội vã kịp thời tiếp ứng, dầu là một cục kẹo, một miếng bánh, cái ngày cuối cùng để cho 500 mấy chục em, mỗi đứa nó có một phần quà, được niềm vui đó. Thì như vậy thì các vị cái tuổi trẻ hồn nhiên mà mình gieo rắc vào cái tâm não nó một cái niềm vui như vậy, đây là phước. Thì để đó tôi nói đây là để cho tôi chia sẻ với niềm vui với đại chúng. Còn ở trong miền Nam cũng vậy, biếu hơn 150 phần quà cho các người lớn tuổi, người bệnh tật, để các huynh đệ đi biếu gửi qua những hình ảnh cho tôi coi, đều rất có ý nghĩa, và các em đều có một sự cung kính người nhận quà. Cho nên tôi là con người khi đại Phật tuyên dương thì tôi dám ăn dám nói, mà thậm chí có nhiều người họ không ưa, họ nói tôi
tu kiểu cà chớn nên không quy nghi tới hạnh này kia nọ cũng đúng, mà nói cũng không sai. Thật sự ra tại vì họ cái nhìn của họ vậy thôi, chứ còn tôi mấy chục năm trường ăn cơm và răng nó rụng hết chứ đừng nói nó mòn nữa, thì giữ quy nghi tới hạnh là sao? Bây giờ thí dụ như các vị thấy cái thời giờ tôi không có nè, tôi đang ngồi tôi nói chuyện các vị, và tại sao cái ghế tôi nó nhúc nhích, và tại sao lưng tôi phải tận dụng cái thời giờ này để tôi để cái máy ở phía sau cái vai của mình, các vị thấy tôi gọi nó nhúc nhích vậy đó, hay là có khi để dưới chân chứ còn đâu có thời giờ. Thì cái người mà không có hiểu rõ hoàn cảnh thì cái nào xong thầy ông ngồi ông hơi hể đó, thí dụ nhúc nhích thì là nếu tôi không kiềm nó lại thì cái sau lưng nó có cái máy cần cho nó, để cho nó, bởi vì bây giờ cái mặt như tôi giờ là nó mùa lạnh, bên đây các vị không hiểu được cái lạnh của đất trời ở bên này. Thôi trở lại vấn đề mình học chiều hôm nay, tiếp theo cái phẩm cơ duyên thứ bảy, tôi xin ôn lại cái lời tha thiết mà tôi chia sẻ đại chúng, nói đi nói lại đó, đó là tất cả lời Phật dạy, rồi từ những cái lời Phật dạy đó các chư tổ chia ra nhiều pháp môn, nhưng mà điều chung có một công năng là khơi nguồn cho chúng ta nhận ra cái tâm Phật của chính mình. Như vậy hiện tại chúng ta có mặt ở cuộc đời này, ở thế gian này, chúng ta chỉ có một thân mệnh mà thôi. Mỗi người chúng ta chỉ có một thân mạng này, thì chúng ta phải làm sao cố gắng cho nó xứng đáng trong kiếp vô thường này. Nếu bằng không thì mình cứ có một cái thân mạng này mà mình đem mình hành hạ nó, mình để cho nó giông ruổi, nó chạy theo cái ảo ảnh của tiền trần, thì không biết sau này ta đi về đâu. Người đi tới Phật là cái người phải thấy chỗ đó, hiểu chỗ đó, ít nhất cũng biết cái lối đi của mình. Chứ đừng để rồi mấy thầy mình phải ngân nga là tử sanh là ải phải đi qua đi mãi những ai đã đến nhà đó, đó là cái ghi lại của mấy thầy cúng đám, tử sanh là ải phải đi qua đi mãi những ai đã đến nhà. Người tu sư Phật phải rõ điều đó. Dù rằng hiện tại chúng ta không thể một kiếp này chúng ta thành Phật đâu. Chúng ta đã biết biết rằng mình đã trôi lăn trong vô lượng kiếp tử sinh rồi, thì bây giờ đừng hòng một kiếp, hai kiếp, ba kiếp gì thành Phật hết. Nhưng mà bây giờ ta phải sớm nhận ra cái lời của Phật Phật dạy để cho chúng ta đốn ngộ. Đúng ngộ có nghĩa là chúng ta bằng lòng, mỗi người chúng ta có một cái tâm Phật bất động cái đó, thì từ cái sự đúng ngộ đó để rồi chúng ta bắt đầu tiệm tu, chúng ta cứ một cái gì chúng ta sửa 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 sửa, chúng ta cứ bổ túc cái trí não của mình, mà muốn bổ túc cái trí não cho đẹp thì buộc lòng phải gạn lọc, gọi là gạn đục khơi trong cái đó, phải để cho cái trí não chúng ta nó có một cái khoảng khoảng trống. Còn nếu chúng ta cứ cứ chứa đầy ắp những cái buồn giận thương sợ yêu ghét muốn thì nó đầy hết trong trí não, vậy thì làm sao nó còn có cái cơ hội nào đó để cho nó được thảnh thơi, nó được nhận ra cái tâm Phật bất động của chính mình. Thưa chư huynh đệ, nếu như chúng ta hiểu được giáo lý Phật, chúng ta nhìn lại được cái chính chúng ta, và chúng ta có thể nhìn dùm cái người bên cạnh, thấy cái người đó hay là thấy chúng ta thở ra hít vào, biết rằng chúng ta đang
thở nó hết vào đó, và cái thọ mạng của cái kiếp lữ hành này ngắn hay là dài. Cái người nào hơi thở ngắn là biết được là cái thọ mạng nó không lâu, không còn bao lâu. Còn cái hơi thở dài, hít vô thở ra dài, biết người đó còn có sự thọ mạng vài mươi năm nữa. Nói thì nói như vậy, nhưng mà cái kiếp sống con người này nó vô thường, thì các vị biết nó không có hẹn phải già mới chết. Như tôi nghe nói cách đây cái cũng mùa tuyết này, cái mùa tuyết rơi này, có một người rất là kỹ, cứ sợ trận tuyết mà té, cho nên bà con đó ở trong nhà không bao giờ dám ra khỏi khỏi nhà trong tuyết. Nhưng mà sau bữa đó bà ta thấy là tuyết nó đã hết rồi, hết rơi rồi, nó đã tan dần dần rồi, thì bà mở cửa và đi ra, thì vô tình hình dung còn một cái đống tuyết nó đông lại thành đá, nó nhiễu xuống, nó thành như nước đá nhọn, nó rơi xuống và đâm lũng cái đầu của bà chết tươi tại chỗ. Cho nên cuộc đời thật sự chúng ta thấy rằng cái sự thọ mệnh con người tuy rằng nói trên hơi thở ngắn, hơi thở dài, nhưng mà nó còn cái kiếp số, còn cái quan trai nữa. Như tôi vậy, nghe cái tin rồi hôm qua nay người cháu của bà cụ nhà bên cạnh đây lại nói với tôi về việc con chó CC, thì họ lại họ nói rằng bây giờ nếu như tôi không nuôi được thì thôi, họ xin phép họ bắt nó đi, họ tìm cái cách khác. Chứ còn bà cụ và ông cụ coi như có thể là mãi mãi không về tới cái nhà này nữa được. Yếu quá rồi, hai ông bà phải vô vô Lexhome, vô vô nhà dưỡng lão, không về nhà này được. Thành ra bây giờ tôi hỏi các vị, cái tình của con người với con người, rồi tình con người với con vật, bây giờ con chó CC đem nó đi đâu? Nó già rồi, đâu có ai nhận nuôi nó đâu. Thành ra nó cũng phải khiến, nó cũng còn có cái phước nào đó, các vị thấy không? Chứ đúng là nó hết sức trung thành với chủ, nhưng mà không biết nó may mắn nào đó. Chứ thật sự rồi bây giờ về ở với tôi vậy, có nhiều lúc nó vui buồn dễ thương lắm cái gì. Rồi mình nuôi nó mình cũng mến tay mến chân. Bữa nay nghe cái tin là người gọi cho hay là ông chủ bà chủ nó coi như mãi mãi có thể không về lại cái nhà này. Thì bây giờ nếu người ta kêu người ta bán cái nhà này thì cứ luật sư họ làm giấy tờ rồi thì ông bà bất cứ đâu ký giấy thôi. Ở Mỹ mà ở đâu ký giấy được hết, chứ không phải về tới cái nhà này mới ký giấy. Bởi vì bên đây buôn bán cái gì á, cũng phải có luật sư hết. Cuộc sống nó là vậy. Vậy mà chúng ta cứ chạy theo những cái ảo ảnh của tiền trần, để rồi chúng ta chà đạp lẫn nhau. Sở dĩ ngày hôm nay tôi nói như vậy là do tôi nhận thức được hồi nãy khi tôi trước khi lên giảng ở đây, là tôi đi vô red room, nó nghĩa là vô nhà vệ sinh để tôi rửa mặt, tôi giải quyết cái chuyện cho nó nhẹ nhàng sạch sẽ, để rồi tôi nói chuyện với các vị. Tôi nhận ra điều đó. Tại sao ngày hôm nay tuổi của tôi chưa đầy 50 mà các vị thấy cái hơi thở tôi rất ngắn và tôi mập mạp như thế này? Thật sự ra sáng nay mới thấy, sáng nay rinh những rinh hơn 10 cái bao phân, và sau đó cuốc đất mới thấy nó đau nhói cái thắt lưng, mới biết mình là sức khỏe bắt đầu nó không còn như mỗi năm nữa. Và cái chuyện tử sanh đối với tôi thì thật sự ra đại chúng là
Tôi không hề tiếc nuối cái chuyện tử sanh, bởi vì tôi biết mình có muốn cũng không được. Nhưng mà tôi tiếc đó là không biết mình còn bao lâu nữa để cho mình trình bày, mình diễn dịch, mình giảng nói những lời chân thật này. Và tiếc đó kia là trong những tháng ngày qua có nhiều khi mình bị hụt hẫng, mình bị bất bình, mình bị sóng dồi gió dập. 30 năm trường ở trong đạo, thử thách mà mình không không nhận ra điều đó, mà mình có những lúc mình buồn, mình tủi thân, mình trách người này, mình trách người kia, nhưng mà quên trách chính mình. Khi nhận ra được điều đó thì đúng ra thì trí sanh chi vị lão, nghĩa là nhân sanh trí vị sanh, là con người sanh ra thì trí chưa có sanh, mà trí sanh chi vị lão, trí mà đã sanh ra thì con người nó già. Nhưng mà tâm trí nhất thiết sanh, một khi tâm rộng mở, trí mênh mông, tất cả đồng thời sanh thì coi chừng gọi là bất giác vô thượng đạo. Ngày hôm nay đúng ra là nếu hiểu ra đó thì có ai sung sướng được mấy người sung sướng như tôi tại đất Hoa Kỳ này, nếu hiểu ra mấy người sung sướng như tôi. Người ta cứ ngỡ rằng sung sướng là người ta chạy theo chùa to, Phật bự, đất điền rộng, tiền bạc dồi dào, chứ người ta đâu có nghĩ rằng mấy cái đó là cái thứ ràng buộc để rồi tranh giành, để rồi khổ đau. Còn tôi bây giờ một túp rìu tranh hai phòng cái đừng đó, một người mở hai phòng, một túp rìu tranh, một mảnh đất ở phía sau nhà vừa đủ cho mình cày bừa trồng trọt cho qua ngày đoạn tháng. Ai là người an lạc được như tôi? Nhưng mà thật chất ra mình có bằng lòng, có cái bằng lòng với cái an lạc đó chưa mới là điều muốn nói. Ý tôi muốn nói như vậy chứ không phải là tôi khoe với đại chúng là tôi an lạc hoàn toàn, không có nghe. Ý tôi muốn nói cái chỗ là nhìn lại ai là người được hạnh phúc như tôi, nhưng mà tôi có bằng lòng cái hạnh phúc đó chưa mới là điều quan trọng. Hay là bây giờ tôi còn ngồi ngóng đợi trong mơ mộng viển vông, tiếc nuối quá khứ, triển vọng tương lai, để hiện tại tâm rối bời bời, bất an sầu muộn, đó là chuyện để đáng nói. Vì vậy cho nên lục tổ mới dạy rằng Phật là gì? Phật tức là giác. Mà giác chia ra làm bốn cửa: khai giác tri kiến, thị giác tri kiến, ngộ giác tri kiến và nhập giác tri kiến. Nếu nghe khai thị liền được ngộ nhập, tức là giác tri kiến, do đó bổn lai chân tánh liền được hiển hiện. Người nên cẩn thận chớ hiểu lầm ý kinh, nghe nói khai thị ngộ nhập bèn cho là tri kiến của Phật, chẳng có dự phần mình. Không phải, nếu hiểu như thế là phỉ báng kinh Phật vậy. Đã nói là Phật thì tri kiến Phật đã sẵn đầy đủ, đâu cần phải khai thị nữa. Cho nên ngươi phải tin rằng nói tri kiến Phật là nơi tự tâm của ngươi, chẳng phải Phật ở bên ngoài. Nói tri kiến Phật là nơi tự tâm của ngươi, chẳng phải Phật ở bên ngoài. Bởi vì tất cả chúng sanh tự che khuất ánh sáng của tự tánh, do tham ái cảnh trần, do phan duyên bên ngoài, nhiễu loạn bên trong, cam chịu trần lao hành hạ, làm nhọc Đức Thế Tôn từ chánh định ra, khổ tâm khuyên dạy bằng đủ mọi cách, khiến ngừng nghĩ các duyên, chớ nên hướng ngoại tìm cầu, tức chẳng khác với Phật, mà nên mới nói là khai tri kiến Phật. Có gì thế? Khai tri kiến Phật là mở tri kiến của chính mình.
Các vị thấy lời kinh nó quá rõ ràng. Nếu chúng ta chịu lắng nghe, tôi không cần giải thích gì thêm. Tổ tệ tiếp đây, ta cũng khuyên tất cả mọi người nên thường khai tri kiến Phật nơi tự tâm. Người đời tâm tà, ngu mê tạo tội, miệng lành tâm ác, tham sân ganh tị, dèm xiểm nịnh bợ, ngã mạn hiếp người, hại vật, tự khai tri kiến chúng sanh. Mọi người, tôi dạy, tôi nhắc nhở chúng ta là mỗi người nên khai tri kiến Phật nơi tự tâm. Đừng có tìm Phật bên ngoài. Nhưng mà bởi vì người đời thì tâm tà là cái tâm cong quẹo, chứ tà là cong quẹo. Ngu mê tạo tội, do ngu, do mê mà tạo tội. Nhưng mà nói ta ngu, mà nói ta mê, ta đâu có chịu. Ở đời này nói ta ngu, ta giận lắm á. Mà các vị biết là học đạo, các vị phải biết rằng cái chữ ngu á, nó không có nặng mà cái chữ mê. Mà nói ta si mê, ta vui, chứ mà nói ta ngu si là ta giận á. Mà thật ra chữ ngu á, nó chỉ có 1/10 của chữ si thôi à. Nhưng mà nói si mê si hay nói vô minh thì ta còn chịu à, chứ nói ai trên đời này không ai chịu mình ngu hết trơn á. Miệng thì nói lành, nói tốt, nhưng mà tâm thì ác, nói vậy ta cũng chịu á. Tham sân ganh tị không có, tôi thị hiện sân à. Cái nhiều người đó tôi thị hiện sân à, tôi sân đó tôi thử người á. Mình thử người ta mà người ta chưa sanh mà mình đọa địa ngục rồi đó nghe. Cho nên đừng có nói chơi, các vị đừng nói chơi, nghiệp báo lớn lắm. Cho nên tôi nói thật các vị, tôi ở một mình này nè, các huynh đệ biết không, cái mùa này á mà đi ra bước chân ra chợ một cái là bước chân ra chợ đi về tới nơi là phải hơn 100 đô la. Ở bên bên cái miệt này nó mắc trần, ai có một lọ rau răm thì thôi 2 đồng mấy đó. Rồi các vị biết nó mắc vậy đó, mùa này là không ăn rau muống rau lang nổi rồi đó, chỉ có ăn mấy cái bắp cải ăn riết mà nó nóng người luôn á. Còn trong khi thịt thà nó rẻ rề à. Rẻ rề, nhiều khi đi chợ thấy nó để thịt nó bán sale 5 đồng bạc, cỡ sức tôi ăn chắc tuần không hết á. Vậy mà trong khi mình ăn ăn mua một lọn rau 2 đồng mấy à. Cho nên đi đi chợ không có lần nào dưới 100 đô hết á, mà ý là ăn chay đó nha, chay nó mắc gấp mấy lần ăn mặn. Thì tại sao mà tôi nói bụng đấy, sao mà thôi. Nếu nói như cái ông thầy mà ông nói ông thầy mà mang tiếng thì ông nói mang thịt chó đó. Sao mình ông ăn ông tự nhiên vậy, sao mình không 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 nhìn, đứng đứng nhìn. Tôi cũng quán chiếu, tôi thử tâm tôi mà tôi đứng nhìn mà bên Mỹ các vị biết không, thịt thà nó làm sạch lắm, nó làm sạch lắm. Đứng nhìn tôi nói trời ơi, gặp ông thầy đó mà ông qua được, ông nói ông đi 30 mấy nước. Ông đi 30 mấy nước chứ đúng ra mà chắc ông chưa có duyên đi được nước Mỹ, Canada, ông mới đi được 30 mấy nước. Mà cái nước Đông Nam Á không sao á, mà ông phải ông đi 30 mấy nước, ông đi bộ mà đi bộ 30 mấy nước, có nghĩa là như vậy là đi các cái nước khu vực Đông Nam Á đó. Ông biết nói vậy có hôn thì mình cứ nghe vậy đi đó. Thành ra tôi nói một cái trời đã gặp ông đó mà ông qua tới Mỹ này là ông thấy cái gian hàng thịt là chắc ông coi như là ngon lành. Mà tôi nhìn hoài, tôi đứng tôi cũng quán chiếu, tôi cũng lặng lặng tôi nhìn. Rồi tôi nhớ tới ông thầy đó. Mình cũng thương ông ta. Nhưng mà vô minh quá. Ông ta khoe ông ta học luật, học học rất cao, nhưng mà vô minh quá. Vì một cái
cái thù hằn nào đó, vì cái sự buồn bã nào đó mà trở thành một con người coi như là phước hết nghiệp đến. Thấy mà các em nó quay cái ảnh mà ông bóc, ông cao gấp thịt chó ông ăn, ông cầm gà ông ăn, ông cầm cầm mấy chục trứng hột vịt rồi ông ăn, thật sự nước mắt tôi nó tuôn ròng. Dầu rằng các bên Nam Tông họ ăn đâu có sao cái chuyện đó, mà ăn ai mà đi ra ra mà làm như vậy. Còn cái chuyện mà bên bên cái chuyện đi khất thực ăn tan tình dục ai nói gì, nhưng mà không làm như vậy được, đó là cái tội phá pháp mà tôi thấy thương. Nhưng mà nói không được không, rồi là tôi mở rộng lòng thương, tôi tính là nghe ông đó ông cần tiền đi học, mình cũng nghĩ rằng thôi để cho mấy đồ đệ đó đi tìm ông, rồi khuyên ông, rồi ông đi học cái gì tôi sẵn sàng, tôi xin tiền Phật tử tôi trài trợ. Nhưng mà cuối cùng rồi trời ơi tôi té ngửa ra, đã cái người mang cái nghiệp mà không cố gắng nữa. Các vị biết nó là bán cố phi ngôn lợi tổn bình sanh chi đức, nửa lời bán cố là nửa lời nói mà phi ngôn là không đúng với chánh giáo Như Lai, mà đã vậy mà mang cái tội phá pháp và lợi tổn bình sanh chi đức, phải trăm trăm ngàn kiếp tử sinh mới được làm người, mà trăm ngàn kiếp tử sinh mới được làm ông thầy chùa ông thầy tu, mà vô tình vì một cái gì đó mà trăm ngàn kiếp tử sinh tiếp theo đây mất kiếp người, mất kiếp thầy tu. Cho nên các quý vị, tại sao các vị trọng các người tu là vậy? Trăm ngàn kiếp tử sinh mới được làm ông thầy tu, mà nếu không khéo vô tình một chút đổ vỡ hết trăm ngàn kiếp đó. Cho nên qua những cơn bỉ cực, qua những lần gió dồi sóng dập, tôi nhận thức ra được điều này và tôi rất quý quý cái cuộc sống hiện tại của tôi. Tuy rằng tôi giảng tôi có nói thẳng thừng như vậy, nhưng mà thật chất trong tâm tưởng tôi lúc nào cũng mong cho mọi người đều được an lành, nhất là các quyến thuộc của mình, những ai có duyên nghe mình hoằng pháp, mong cho các vị tiếp thu được, các vị nhận thức được những cái lời của Như Lai. Tuy nhiên cái lời truyền lại của tôi, nói lại của tôi thì tôi tự nhận mình là thấp thỏm, là vụng về. Nhưng mà tôi mong rằng các vị tiếp thu được cái nghĩa, cái ý cao tột, chứ đừng tiếp thu những cái ngôn ngữ vụng về của tôi, những cái ý thấp thỏm của tôi, mà tiếp thu được cái nội dung cao tột, cái thánh ý của Như Lai. Cho nên tổ khuyên mọi người nên khai tri kiến Phật nơi tự tâm mình. Người đời tâm tà, ngu mê tạo tội, miệng lành tâm ác, tham sân ganh tị, gièm xiểm nịnh bợ, ngã mạn hiếp người hại vật, tự khai tri kiến chúng sanh. Như vậy thì chúng ta phải lượng sức, chúng ta biết chúng ta khi nào mà chúng ta tạo tội, khi nào tâm tà, khi nào miệng lành tâm ác, khi nào tham sân ganh tị, khi nào gièm xiểm nịnh bợ, khi nào ngã mạn tự cao, khi nào hiếp người hại vật, là lúc đó mình tự khai tri kiến chúng sanh mình. Còn tri kiến Phật là cái tri kiến đầy đủ cái năng lượng lành, con tim rộng mở, cái trí tuệ sáng ngời chiếu phá hết những màn điểm tâm tối. Như vậy cùng một tâm thức như nhau, phẩm chất đời sống con người qua cái khả năng ý thức tâm, nếu ta khéo điều phục thì ta mở được cánh cửa của thương yêu, không khéo thì ta mở cánh cửa bất an và hờn giận.
Mỗi người chúng ta có đủ khả năng làm chủ đời sống trong trong bàn tay. Chúng ta có khả năng làm hoàng đế của chính mình, và chúng ta cũng có khả năng làm kẻ ăn mày van xin. Chúng ta có khả năng mở cửa thiên đường, tay ta cũng có khả năng mở cánh cửa địa ngục. Nhưng thường, hãy nói tâm chúng sanh thì thường có thói quen là dễ buồn, dễ giận, dễ sầu, dễ não, dễ bất an. Và chúng ta phải biết rằng cái khả năng bất an sầu muộn là chính ta, chứ không không có ai mà rảnh thời giờ mà xách cơm ngồi trước nhà ta mà chửi ngày này đêm nọ. Khả năng mà làm khó mình là chính mình tự gây nó. Lắm khi tự hành hạ mình, cứ sầu muộn bất an thì tâm chúng ta trùng xuống, năng lượng chúng ta tiêu hao, sức khỏe mỏi mòn, tật bệnh phát sinh. Cho nên người thông minh là người phải luôn có chánh niệm, nhớ lời Phật dạy là phải đóng cánh cửa muộn phiền. Hay nói khác hơn là người đi tới Phật là phải đóng cánh cửa địa ngục và mở toang cánh cửa của lạc quốc, của thiên đường. Đó là điều trước tiên. Nếu chúng ta không thể chọn một trong hai con đường đó là chúng ta không có phải bước lên cái ngôi cao tột là vô sự Bồ Đề. Phải chấp nhận đóng cửa địa ngục, mở cửa lạc quốc. Lạc quốc đây không phải là các vị mong mỏi gian sinh cầu nguyện chờ kiểu như ông Tịnh Không Pháp Sư mà niệm Phật rồi chờ Phật rước ông ta nghe. Chính mình mở cửa lạc quốc cho chính mình. Nơi nào có an lạc, nơi nào có đầy đủ đức lành, phẩm tính tốt, căn lành, chủng tánh, nhân duyên, phước đức thì nơi đó có lạc quốc. Chứ còn cái chuyện mà bay về tới cái cõi Tây Phương bao xa này kia nọ, chuyện đó là chuyện chuyện nói, đó là nói phương tiện thôi. Nó không có thì ta chửi, nó phương tiện thôi. Các vị để các vị giận ai, các vị thù ai, các vị ghét ai, mình muốn đem cái sự đau khổ đó tặng cho người ta, nhưng mà thật sự người ta chưa chắc gì ta nhận đâu, mà chính mình nhận món quà đó trước, mình bất an trước. Còn mình đem cái điều tốt cho ai, mình mong mỏi cho ai đó, thật sự ra cũng chưa chắc gì người ta nhận, nhưng mà chính mình nhận lại món quà hạnh phúc trước. Cũng như ta có cái để ta cho, và ta càng cho thì ta càng giàu. Cũng như các vị nhớ ở quê mình, ngày xưa ai cũng từng sống ở quê cũng biết cái giếng nước đó. Cái giếng mà để lâu không múc nước đó, thì đóng phèn, dơ, rong rêu, lá úa, cây mục rơi xuống đó. Còn cái giếng mà chúng ta cứ múc nước thì không còn cái cơ hội để mà phèn, để rong rêu, để lá mục. Mà cái múc nước, hãy cứ múc nước thì cứ có nước chảy ra. Lòng yêu thương ai cũng có, hãy càng cho thì càng đầy. Chúng ta chớ có dại dột mà đóng cửa trái tim ta lại. Tổ dạy tiếp: nếu được trong tâm ngay thẳng, thường sanh trí tuệ chiếu soi tự tâm, dứt ác làm lành, tức là tự khai tri kiến Phật vậy. Ngươi nên niệm niệm khai tri kiến Phật, chớ khai tri kiến chúng sanh. Khai tri kiến Phật tức là xuất thế, khai tri kiến chúng sanh tức là thế gian. Nếu ngươi chỉ luôn lấy công phu tụng niệm làm thời khóa, chẳng khác nào con mao ngu tiết đuôi. Con mao ngu đó là nó là sự tích, có một con mao ngu nó có cái đuôi rất đẹp, nhưng mà mỗi lần mà nó gặp cái thợ săn đó, thì nó giấu cái đuôi chứ nó không giấu cái đầu, vì nó thấy cái đuôi nó đẹp. Chứ
cho nên mấy con đó bây giờ nó tuyệt chủng, nó không còn. Tại vì nó cứ nghĩ cái đuôi nó quan trọng, đuôi nó đẹp, cho nên nó cứ nó giấu cái đuôi nó. Mà các vị nghĩ coi, sống nhờ cái đầu, an trú trong ý tổ dạy đó, chúng ta an trú trong cái tâm niệm vô sanh. Muốn được như vậy thì ta phải có quá trình thực tập. Sở dĩ muốn nói điều này, chúng ta trước tiên là phải mời tâm chúng ta về an trú nơi thân trước đã. Ta mời tâm ta an trú nơi thân để từng cái động thái sáng ngời của thân nhận diện sự vui buồn đi ngang qua mà ta không hề liên tiếp. Thôi tới đây xin tạm ngưng. Ngày mai chúng ta tiếp tục học một buổi nữa và nhớ học tới cái đoạn này nha. Mai tôi sẽ giải thích kỹ cái đoạn này. Thôi 40 phút rồi, ngưng được rồi. Học nhiều nên quên ha. Cảm ơn các vị lắng nghe và các vị cứ chia sẻ cho mọi người cùng nghe nha. Ô Phật.